Thêm một mẫu xe điện Trung Quốc sẽ bán với giá dự kiến chỉ 110 triệu đồng. Hình ảnh chiếc Wuling Hongguang Mini EV Plus phiên bản thử nghiệm bị bắt gặp trên đường phố khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Gần đây, truyền thông Trung Quốc đăng tải những hình ảnh về mẫu xe mới của Wuling. Dù được che đậy khá cẩn thận, nhưng không quá khó để đoán đây có thể là phiên bản với kích cỡ to hơn Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe điện từng bán chạy nhất thế giới. Các nguồn tin cho biết, chiếc xe thử nghiệm có ngoại hình giống như một phiên bản lớn hơn của mẫu Wuling Hongguang Mini EV và có thể được đặt tên là Hongguang Plus. Theo thông tin dò dỉ, mã nội bộ của mẫu xe này là CM110M, dự kiến sẽ sử dụng hệ thống chuyển động hoàn toàn bằng điện. Hongguang Plus sở hữu đường nét thiết kế lấy cảm hứng từ mẫu Wuling Hongguang Mini EV Macron. Phần đầu xe có kiểu dáng từng lớp với đèn pha hình chữ nhật bo tròn tạo nên vẻ ngoài vừa hiện đại đẹp mắt. Nhìn từ bên hông, thân xe có đường viền vuông vắn và sử dụng cửa sau dạng trượt. Thiết kế cửa trượt phía sau giúp tối ưu hóa không gian và thuận tiện hơn cho việc ra vào, nhất là khi đỗ xe trong không gian hẹp. Cho đến thời điểm hiện tại, Wuling vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chi tiết nào về thông số kỹ thuật của xe. Điều này khiến giới quan sát tò mò về hiệu năng của Hongguang Plus cũng như những cải tiến về công nghệ so với các mẫu xe điện trước đó của hãng. Trước đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã công bố thông số kỹ thuật của mẫu xe điện mini Wuling Hongguang Mini EV hoàn toàn mới. Theo hồ sơ của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, xe điện mini của Wuling có kích thước dài 3.256, rộng 1.510 và cao 1.578mm, chiều dài cơ sở 2.190mm. Kích thước này đã được cải thiện đáng kể so với phiên bản cũ, chiều dài 2.920mm, rộng 1.493mm, cao 1.621mm và chiều dài cơ sở 1.940mm. Tại Trung Quốc, Wuling Hongguang Mini EV có giá bán 32.800 đến 99.000 nhân dân tệ, tương đương 113 đến 345 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Nguồn tin từ CNews China cho hay, Wuling Hongguang Mini EV hoàn toàn mới dự kiến sẽ có giá khởi điểm từ 32.000 dân tệ, khoảng 110 triệu đồng. Tại Việt Nam, VinFast VF3 và Wuling Hongguang Mini EV đều nằm trong phân khúc giá dưới 300 triệu đồng. Tuy nhiên, VinFast VF3 có giá khởi điểm thấp hơn so với chiếc Mini EV, tạo nên sức ép cạnh tranh giữa hai mẫu xe này. Từ Cà Phê F, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.